Thưa quý vị và các bạn, những ngày vừa qua, dư luận xôn xao về vụ việc một nữ sinh lớp 12, trường trung học phổ thông ở Khánh Hòa văng tục xúc phạm thầy cô giáo ngay trong giờ học. Sự việc tương tự cũng đã xảy ra với học sinh chủ cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ xưng hô không lễ phép, không lịch sự, mà học sinh còn buông lời thô tục xúc phạm thầy cô giáo của mình. Câu chuyện lẽ ra không bao giờ được phép xảy ra, thì nay nó là chuyện xảy ra ngay trong nhà trường. Và để bàn luận về câu chuyện này, ngay bây giờ thì trường quay của chúng tôi xin được chào đón vị khách mời là chuyên gia tâm lý Phạm Hiền sẽ có những lời chia sẻ về câu chuyện của chúng ta. Vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia tâm lý Phạm Hiền đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng, xin chào quý vị khán giả. Vâng ạ, chúng tôi vừa nhắc tới hai vụ việc xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Khánh Hòa với những học sinh buông lời thô tục rồi xúc phạm thầy cô giáo ngay trong trường của mình ạ. Có lẽ đây không chỉ là một cái câu chuyện cá biệt nữa mà là đã trở thành câu chuyện có thể nói là ở nhiều môi trường giáo dục. Vậy thì cá nhân chuyên gia tâm lý Phạm Hiền thì chị nghĩ sao ạ? Thực ra đây là một cái mình có thể gọi là một vấn nạn cho giáo dục đấy. Nó báo động khá là cao về cái sự đi xuống trong cái đạo đức của học sinh, và đặc biệt là trong cái tôn chỉ, tôn sư trọng đạo cũng đang bị gì? Bị mài mòn và bị mai một đi rất là nhiều. Đấy, đây thực ra nó chỉ là một cái tảng băng nổi thôi. Còn cái chìm để mà với cái kinh nghiệm cũng như là với cái thời gian mà để tiếp cận khá nhiều với các cha mẹ và các học sinh đến tư vấn, thì cái phần ẩn bên trong đó là cái phần mà học sinh nói không hay hay có những lời lẽ xúc phạm đến thầy cô thông qua chat chít với nhau hoặc là thông qua trực tiếp thảo luận với nhau, thì cái đó nó còn nhiều và nhiều vô cùng luôn. Đấy, nên là nó là một cái sự báo động. Vâng ạ, như vậy là một thực tế đáng báo động và có lẽ là chúng ta sẽ phải có thêm những cái biện pháp răn đe. Vâng ạ, với kinh nghiệm tư vấn giáo dục cho các em học sinh thì chị nghĩ nguyên nhân chủ yếu xảy ra tình trạng này xuất phát từ đâu ạ? Thực ra có khá nhiều các cái nguyên nhân. Bởi vì một đứa trẻ thì nó có một cái sự tác động từ rất nhiều các cái phía. Có thể là trường học, có thể là gia đình, có thể là xã hội, và đặc biệt là với một cái thế giới mà mạng xã hội, internet như ngày nay, thì nó cũng là một cái phần mà nó tác động đến các cái nhận thức cũng như là tác động đến cái tính cách, cái tâm lý của con trẻ. Tuy nhiên thì với mỗi một cái vấn đề mà nó xảy ra, như ví dụ như là hai cái trường hợp cá biệt vừa rồi chẳng hạn, thì chắc chắn nó phải là đã có một vài lần hoặc thậm chí là một quá trình nào đó mà nó để cho con trẻ vượt ngưỡng, và đặc biệt là để cho cái hình ảnh của giáo viên bị đi gì, bị đi xuống. Và thêm vào nữa là hiện nay thì mạng xã hội cũng rất là nhanh nhạy khi cập nhật những cái thông tin này, đúng không ạ? Đúng rồi. Có lẽ là hồi xưa thì công nghệ 4.0 hoặc là 5.0 chúng ta chưa được tiếp cận nhiều, cho nên là cũng có thể là hồi xưa cũng có một số trường hợp này. Đúng vâng rồi. Ạ. Vẫn biết rằng là các em học sinh hành xử như vậy là sai, rất sai rồi ạ. Nhưng mà trong cái câu chuyện thì liệu có chuyện là các hành xử có thể là chưa thấu đáo, như là một số giáo viên họ thể hiện tính cách của họ quá nhiều, cho nên là các em bột phát ngay trước mặt giáo viên ạ, dẫn đến cái sự việc đáng tiếc như vậy hay không ạ? Cái đó là có. Bởi vì là thực ra môi trường nào thì cũng có, mình hay nói là một con sâu bỏ dầu nồi canh à. Có đúng không ạ? Cũng có những thầy cô có thể là mình chưa biết cái cách để mình thấu hiểu cái tâm lý học sinh, hoặc là mình cũng có những cái mất kiểm soát cái cảm xúc vì mình đưa ra cái quyền mình là thầy, là gì, là cô, nên nhiều khi những cái lời nói, những cách cư xử của mình nó có thể nó hơi cứng một chút chẳng hạn. Thì con trẻ bây giờ nó khá là nhạy cảm, phải dùng cái từ là khá là nhạy cảm, bởi vì trong đầu nó đầy những cái thứ mà có thể nó giống như quả bom nổ chậm ấy, nó có thể kích hoạt bất kỳ lúc nào. Thì khi mà thầy cô mà có thể mình nóng vội một chút, mình khó kiểm soát mình một chút, rồi mình hoặc mình dùng những cái câu từ đôi khi nó cũng có thể là quá, nhưng cũng có thể nó chưa phải là quá đâu, nó chỉ là cái sự quá nghiêm khắc, thì với con trẻ nó cũng có thể nó bùng gì, nó bùng nổ cách bộc phát mà mình cũng có thể không ngờ. Vâng ạ, như là trường hợp ở Đà Nẵng vừa qua đúng không? Đúng rồi. Có một cô giáo đó. Đúng rồi. Dạ. Vậy thì ở phía gia đình thì có một cái vai trò quan trọng như thế nào? Chúng tôi thì cũng xin được chia sẻ rằng là có thể là có khá nhiều các bậc phụ huynh có cái tâm lý nuông chiều con em mình ạ. Và có lẽ là một phần nguyên nhân cũng có thể xuất phát từ đó mà chúng ta chưa có những cái nhìn nhận khách quan về vấn đề khi mà sự việc xảy ra. Không biết là chị có nghĩ như vậy không? Thực ra Phạm Hiền là người có thể thấm nhuần nhất ở trong các cái vấn đề mà cha mẹ bao bọc con. Và bản thân cũng là người gào thét khá là nhiều trong rất rất nhiều năm nay. Nhưng cái quan trọng là phụ huynh có nhìn ra, có nhận thấy là mình đang bao bọc con hay không?
Thì đấy mới là một cái điều quan trọng. Rất ít phụ huynh nhìn ra vấn đề này. Họ cứ nghĩ rằng là họ vẫn quát mắng con, có nghĩa là họ không bao gì, bao bọc. Nhưng thực tế cái bao bọc nó không phải là không quát mắng, hay là có quát mắng thì mới là bao gì, bao bọc hay không bao bọc, mà nó là những cái mà mình đáp ứng, mình lựa theo các cái tính cách, các cái tâm lý mà đôi khi nó có thể là cái bất ổn. Thì đấy là những cái mà nó cũng tạo nên cho con trẻ những cái nhận thức nó bị sai lệch đi. Hoặc là ví dụ như là nó luôn tạo cho mình thành cái rốn của vũ trụ. Thì khi ra ngoài đời, không phải là ai cũng lựa được theo con. Và cái quan trọng nhất là con không nhận diện được đúng sai nên không nên. Thì từ đấy là bất kỳ cái vấn đề gì, kể cả các thầy cô có đúng, thì với các bạn ý, nó chỉ là một câu phê bình hay là một câu gì trách cứ thôi, thì nó cũng là một cái gì đấy rất là nặng nề. Nên là cái vai trò của gia đình chúng ta vẫn phải nhìn vào sự thật, đó là nó vẫn là quan trọng nhất trong cái hình thành nên cái nhận thức, cái tính cách cũng như là cái tâm lý trong cái cư xử đấy, trong nhà hay là ở gì ngoài cuộc sống. Dạ vâng ạ. Khi mà thầy cô giáo có những cái hành động hơi quá với học sinh thì phần lớn là chúng ta vẫn có những cái ý kiến tập trung vào việc học sinh đó là bị sang chấn tâm lý, tức là mình có một cái hành động hơi quá thôi chứ chưa đến nỗi là quá lắm, đúng không ạ? Vậy còn trong cái câu chuyện mà chúng ta đang bàn luận ngày hôm nay, không thấy nói về cái việc là các thầy cô giáo khi mà bản thân họ trực tiếp dạy dỗ các em học sinh của mình và coi các em học sinh như con, thì không biết là cái tâm lý của họ khi bị xúc phạm thì họ có ổn hay không? Có vẻ như là chúng ta đang không công bằng với các thầy cô lắm. Thực ra thì các thầy cô cũng là con người, cũng có trong con người họ, cũng tính cách hay tâm lý của họ chắc chắn là cũng có những hỉ nộ ái ố bình thường. Tuy nhiên là một người giáo viên thì cái đầu tiên vẫn là cái phải cao hơn nữa trong cái kiểm soát bản thân mình. Chắc chắn là bất kỳ thầy cô nào thì cũng sẽ đều có những cái tâm huyết dành cho con trẻ, đặc biệt là những học sinh mà mình gì, mình kỳ công để mình dạy dỗ. Và luôn luôn là cũng giống như người nông dân mà trồng lúa thì muốn gạo ngon, thì thầy cô mà dạy học sinh thì cũng muốn học sinh mình ngoan và gì, học sinh mình học tốt nhất. Thì đấy là điều đương nhiên, ai cũng kỳ vọng. Thế tuy nhiên thì người lớn ấy, đặc biệt là các bậc cha mẹ, người lớn nói chung thì luôn nghĩ rằng là những đứa trẻ thì nó cần được bảo gì, được bảo vệ hơn là những người lớn. Cũng giống như Việt Nam mình bảo là xe to thì phải đền xe gì, xe bé. Thế từ những cái đó thì nó dẫn đến là cái quan điểm xót xa cho đứa trẻ. Mà đôi khi ví dụ như là khi mà chị vào mạng chị đọc thì chị thấy là rất nhiều những con trẻ không đúng trong những cái lễ nghĩa, đúng không ạ, trong những cái lễ nghĩa với thầy cô, thậm chí với cả bố mẹ. Thế nhưng mà vẫn có những người lớn vào vẫn sẵn sàng có thể là gì, bênh vực một cái đứa trẻ đấy, trên cái phương diện là trẻ nó còn nhỏ, trẻ nó còn ít gì, ít tuổi đấy, nó chưa hiểu biết, chưa thế này chưa thế kia, mà lại không biết được rằng là thực ra trẻ bây giờ 9-10 tuổi trở ra thôi là nó đã có đủ đầy các cái nhận gì, các cái nhận thức, và đứa trẻ đã cần phải nhận thức được đúng sai rồi, huống gì là đứa trẻ 17-18 tuổi. Thì nó phải thừa cái khả năng để nó gì, nó nhận diện được các vấn đề và nó biết cách cư gì, cư xử. Thì nếu như mình chỉ bênh vực những đứa trẻ thì đấy là một cái nguồn cơn tiếp theo mà để con trẻ nó gì, càng ngày nó càng thấy nó đúng hơn và nó làm giảm cái hình ảnh của gì, của người giáo viên xuống. Và chắc chắn một điều rằng là đau lòng chứ, bởi vì là hình ảnh của người giáo viên, người ta cũng phải nghĩ đến bản thân mình, rồi bản thân hình ảnh của người giáo viên nữa, hình ảnh của không chỉ mình mà còn nhiều những giáo viên gì khác nữa, của cả một cái nền giáo dục nữa, chắc chắn sẽ bị đi gì, đi xuống từ chính những cái mà gì, mình chỉ bênh vực những cái con trẻ đi quá mà mình không để ý đến cái cảm xúc của các thầy cô. Thầy cô cũng có thể sang chấn tâm lý chứ không riêng gì con gì, con trẻ. Nên là chúng ta phải có một cái sự công bằng, là với con trẻ thì mình không có chỉ trích, bởi vì là tức là bộc phát của con trẻ mà, đôi khi bộc phát và cái hiểu biết chưa tới nơi là có, chúng ta không chỉ trích, chúng ta không phán xét, nhưng thay bằng chúng ta vào bênh vực là con, vì con không hiểu biết nên con mới vậy, vì thế này thế kia, thì chúng ta hãy viết những lời hướng dẫn cho con, cái cách cho con, thay bằng con như vậy thì con nên như thế nào, có khi là các con trẻ khác nó đọc nó lại tốt gì, tốt hơn. Thế nhưng nếu như mình cứ bênh vực một chiều thì các con trẻ khác nó cũng thấy rằng là à, mình cũng có thể như vậy. Thế còn các thầy cô thì càng buồn hơn, càng đau hơn. Và đôi khi lại không tin tưởng nữa, không có cái tâm huyết nữa, lại không mong muốn nữa ở trong chính cái nghề nghiệp của mình chẳng hạn. Vâng ạ. Vậy thì với những cái thầy cô mà bị tâm lý bất ổn thì họ sẽ cần phải chuẩn bị cho mình những cái tâm lý thế nào? Cái cách hành xử ra sao ạ? Sau khi mà bị học sinh buông một số những cái lời khó nghe như vậy. Thực ra là cái đầu tiên ý, thì theo tôi thì các phụ huynh, ví dụ như xem cái clip vừa rồi chẳng hạn, thì thấy các giáo viên của mình ấy, là đang có một cái gọi là như nào nhỉ, mình hay tạo cái thế đôi co với học sinh. Đó. Thì cái đầu tiên mà để tránh được ấy,
thì là giáo viên không nên tạo các thế đôi co. Ví dụ như có những vấn đề học sinh nó đã sai là nó sai rồi, thay bằng là mình đôi co với học trò ngay cái lúc đó, thì một lúc khác có thể hết giờ, cô trò, thầy trò gặp nhau, mình tâm sự, mình nói chuyện, mình giúp cho con ở cái phía sau một chút, thì nó không khiến cho đứa trẻ bị bộc phát. Thế còn đã chót như cái trường hợp vừa rồi thì chắc chắn một điều là bản thân giáo viên, mình là người lớn hơn thì mình cũng cần nhìn nhận ở cái sự thấu cảm, thấu hiểu hơn cho cái đứa học sinh của mình. Đấy, coi nó như con, à, có lúc nó cũng sẽ bộc gì, bộc phát thì bản thân cái tâm lý của mình nó cũng sẽ đỡ gì, nó cũng sẽ đỡ hơn trong một cái sự là mình cảm thấy nó bị đau lòng. Cái thứ hai nữa là gì? Mình có những cái câu chuyện, mình gì tâm sự với học sinh và mình nói chuyện với con trên một cái phương diện để gì? Thầy trò, cô trò mình hiểu biết hơn. Đấy, nó chỉ có cách như vậy để nó có thể làm cho tâm lý của mình cảm thấy nó gì? Dịu dàng hơn và cũng còn yêu nghề hơn, yêu các trò hơn để giúp các con có một sự thay đổi tốt nhất. Vâng ạ, như vậy là trong cho dù là bất kỳ hoàn cảnh nào thì chúng ta cũng nên giữ cho mình một cái đầu lạnh và một trái tim nóng và tìm hiểu nhau bằng sự thấu cảm. Dạ. Trở lại với việc uốn nắn học sinh, theo chị thì chúng ta cần phải có những cái biện pháp như thế nào để hạn chế tối đa những câu chuyện nghịch lý như thế này? Thực ra đầu tiên là chắc là chúng ta cũng phải, mặc dù có nhiều cha mẹ sẽ không mong muốn, nhưng chúng ta phải nhìn vào sự thật. Là đầu tiên đó là sự uốn nắn cho gia đình này. Những cái tính nguyên tắc kỷ luật cá nhân, ý thức trách nhiệm, nhận thức đúng sai, thực sự là nó sẽ phải đi từ trong ra gì? Từ trong gia đình. Bởi vì khi một đứa trẻ nó có ý thức trách nhiệm với gia đình, với bản thân nó ở nhà, nó với gia đình nó, thì chắc chắn một điều rằng là gì? Ra ngoài con cũng sẽ có những cái kỷ luật cá nhân tốt hơn. Với cái thứ hai nữa là liệu ở trong các trường học đã thực sự có được những cái bộ quy tắc dành cho học sinh mà nó không mang một cái khuynh hướng giáo điều, nghĩa là nó có một cái sự cụ thể hơn, chi tiết hơn. Ví dụ như tôi thấy, ví dụ như là các bố mẹ ở nhà rất là khổ sở trong cái việc sáng ra phải thúc giục, kể cả con trẻ 16, 17 tuổi vẫn phải thúc giục, gọi, giục dậy thì nó mới đi gì? Đi học đúng giờ. Hay là nó về nhà chẳng hạn là phải thúc giục, phải gò ép, thậm chí phải quát mắng thì may ra nó mới ngồi vào bàn gì? Bàn học. Đấy là may ra nó ngồi bàn học, nó học. Nhưng có những đứa trẻ nó còn phản kháng, nó còn chống gì? Chống đối rất là nhiều. Dạ. Vậy thì ở nhà bố mẹ cũng vất vả, trên trường, trên lớp các thầy cô cũng gì? Cũng vất vả. Thế thì tại sao trong mỗi gia đình mình nên có những cái uốn nắn ngay từ trong nhà, có những cái quy tắc cư xử ngay trong nhà và đến trường cũng vậy. Mình đừng có những cái mà chỉ giáo điều chung chung mà mình cần phải đưa ra, con đi học muộn thì nó sẽ là như thế nào, hay là con gì không làm bài tập thì nó sẽ là như nào. Nghĩa là mình không phải là phạt con bằng quát mắng, đánh chửi, phê bình, chỉ trích, nhưng mình cũng có quyền đưa ra những cái kỷ gì, những cái kỷ luật để làm sao để nó đủ cái tính răn đe, đủ để cho con nhận thức được rằng là à, kỷ luật cá nhân trong môi trường cộng gì, cộng đồng hay môi trường trong gia đình là đấy, nó phải gì, đi theo một cái đường thẳng. Dạ vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn những thông tin và những chia sẻ rất là ý nghĩa của chuyên gia tâm lý Phạm Hiền. Vâng, xin cảm ơn. Thưa quý vị và các bạn, với nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào buổi tối ngày hôm nay của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.